Công điện số 1988, nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập Việt Nam là rất lớn. Bộ trưởng Bộ Y tế vừa có công điện số 1988/CD-BIT ngày 6 tháng 12 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành đề nghị tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trước biến chủng mới Omicron, chủng virus SARS-CoV-2. Tại công điện 1988, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh thành chủ động xây dựng các kịch bản, phương án để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch COVID-19 trên địa bàn, trên quan điểm tiếp cận toàn dân từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở, nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, bảo đảm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế và có phương án huy động, điều động, bổ sung nhân lực y tế, tiếp tục phát huy vai trò của tổ y tế COVID-19 cộng đồng, trạm y tế lưu động, không để xảy ra tình trạng người bệnh không liên hệ được với sở y tế, không để xảy ra tình trạng người bệnh không liên hệ được với cơ sở y tế, không được tư vấn, cấp phát thuốc điều trị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành chỉ đạo việc tăng cường giám sát, quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài, đặc biệt các trường hợp đến, đi, về từ các quốc gia, khu vực đã ghi nhận là lây lan biến chủng mới như khu vực Nam Châu Phi và một số quốc gia khu vực châu Âu. Thực hiện nghiêm việc xét nghiệm, cách ly, giám sát, theo dõi y tế cho người nhập cảnh theo đúng quy định và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch. Tăng cường giám sát trọng điểm hội chứng cúm, viêm phổi nặng do virus, giám sát dựa vào sự kiện, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ có biểu hiện ho, sốt nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc COVID-19. Các địa phương cần chủ động gửi mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm biến chủng Omicron đến các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur để tiến hành xét nghiệm, giải trình tự gen khẳng định, kịp thời cách ly y tế, xử lý triệt để ổ dịch, không để lây lan, bùng phát trong cộng đồng. Đồng thời, cần đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên, ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên, người có bệnh nền, ngay khi được phân bổ vaccine, đảm bảo an toàn, hiệu quả, rà soát và khẩn trương hoàn thành việc tiêm chủng đủ liều cơ bản với các trường hợp từ 18 tuổi trở lên, triển khai tiêm chủng bổ sung mũi nhắc lại với các trường hợp đủ thời gian theo hướng dẫn tại công văn số 10225/BIT-DB ngày 1 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế. Bộ Y tế đề nghị các địa phương sẵn sàng các điều kiện y tế cho điều trị toàn diện, phân tầng điều trị và giảm đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong là ưu tiên hàng đầu. Tổ chức tốt việc điều phối và công tác phân tầng điều trị, đảm bảo đủ oxy, máy thở, giường cấp cứu, các điều kiện cần thiết khác trong thời gian sớm nhất. Tổ chức sử dụng thuốc trong điều trị COVID-19 ngay sau khi được phân bổ, tiếp nhận. Đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong khu công nghiệp, trường học, tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là tại bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, nhà ga, sân bay, bến xe. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ điều trị riêng ca COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron. Ngày 25 tháng 11 năm 2021, Tổ chức Y tế Thế giới đã thông báo ghi nhận biến chủng mới đáng quan ngại của SARS-CoV-2 là Omicron, ghi nhận lần đầu tại Nam Phi. Ít nhất 27 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận biến chủng này, trong đó có nhiều nước tại châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ và mới nhất là Sri Lanka và Malaysia, Thái Lan. Mặc dù chưa có nhiều dữ liệu về độc lực và khả năng lây lan của Omicron, WHO đã cảnh báo biến thể này có thể làm gia tăng nguy cơ tái nhiễm bệnh. Trung tâm Mô hình và Phân tích Dịch tễ học Nam Phi và Viện Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia của nước này hôm qua công bố nghiên cứu cho thấy biến thể Omicron gây nguy cơ tái nhiễm cao gấp 3 lần so với biến thể Delta và Beta. Theo nghiên cứu, sự gia tăng số ca tái nhiễm thay vì những ca nhiễm mới là dấu hiệu cho thấy biến thể Omicron đã phát triển năng lực né tránh miễn dịch tự nhiên của những bệnh nhân từng nhiễm bệnh. Tuy số ca nhiễm biến thể mới là chưa nhiều, nhưng sự xuất hiện của virus gây đe dọa cho nỗ lực hồi phục của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt tại Đông Nam Á, khi nhiều nước chỉ vừa bước ra khỏi một năm khó khăn. Trước nguy cơ đó, nhiều nước đã khẩn trương áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại, tăng cường xét nghiệm.